Hello everyone, welcome back to English and Mom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với English and Mom. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần Phonetics của Unit 12, An Overcrowded World. Ở phần Phonetics, hôm nay chúng ta có dạng bài liên quan đến, đó chính là Mark the stress for the words below. Chúng ta sẽ đánh trọng âm cho những cái từ ở phía dưới này, đúng không nào? Và một số các cái quy tắc trọng âm thì cô cũng đã hướng dẫn các bạn ở các unit trước rồi, cho nên là chúng ta chưa nhớ thì các bạn có thể truy cập ngay vào link website englishmom.com. Cô cũng đã có khóa về phát âm rồi các bạn nhé. Okay, so let's start. Now listen carefully how I pronounce this word. Các bạn sẽ nghe kỹ xem là cô đọc cô phát âm các cái âm này, các cái từ này như nào các bạn nhé. One, resource, resource, resource. Vậy trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên đúng không? Resource, resource. Okay, next. Tiếp theo chúng ta có đuôi ớt thì chắc chắn không nhận trọng âm rồi đúng không? Vậy chúng ta đọc này, serious, serious, serious. Vậy chúng ta chọn đáp án trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên đúng không? Next, describe, describe. Động từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai luôn nha. Describe có nghĩa là miêu tả, đúng không? Next, poverty, poverty, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, đúng không? Poverty, okay. Littering, littering, chắc chắn là ing sẽ không ảnh hưởng đến dấu trọng âm của câu, nên các bạn khi đọc các bạn có thể bỏ đi nhé. Litter, litter. Âm a, a ngắn, không ảnh hưởng đến dấu trọng âm của câu, không nhận trọng âm. Vậy chúng ta có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên đúng không? Littering, littering. Ok. Tiếp theo chúng ta có recycle, recycle. Ở đây chúng ta sẽ đánh trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai bởi vì nó là nguyên âm đôi, đúng không nào? Recycle, recycle. Ok. Next, tiếp theo chúng ta có before, không ảnh hưởng đến dấu trọng âm của câu, vậy là các bạn bỏ đi. Vậy chúng ta đánh luôn trọng âm vào rồi vào âm tiết đầu tiên đúng không? Stressful, stressful, đúng không? Suppose, suppose là động từ có hai âm tiết, vậy trọng âm rơi vào âm tiết số 2 đúng không nào? Suppose, oh right, suppose. Tiếp theo pollution thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó. Pollution, pollution, okay. Tiếp theo, gather, không nhận trọng âm đúng không nào? Vậy chúng ta có là gather, gather, gather. Okay, next, renewable, able, không ảnh hưởng đến dấu trọng âm của câu, các bạn bỏ đi này. Renew, renew, đây là động từ cho nên là âm tiết rơi, trọng âm rơi vào âm tiết số 2 đúng không? Renewable, renewable. Tiếp theo chúng ta có disease, disease. Ở đây chúng ta rơi vào âm tiết số 2 bởi vì EA là dấu hiệu của mi dài. Các bạn nhớ, nguyên âm dài thì chúng ta sẽ nhận trọng âm hoặc là nguyên âm đôi, đúng không nào? Ok, so this is our lesson today. Đó chính là bài mà hôm nay cô hướng dẫn các bạn. Và để xem thêm các cái bài tập về ngữ pháp, từ vựng hoặc là lý thuyết ở trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục thì các bạn sẽ truy cập vào link website englishmom.com nhé. Thank you and see you next time. Bye! Thank you.